Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Đài truyền hình SPTN hân hạnh giới thiệu CD Anh không chết đâu em. CD gồm 13 ca khúc, viết về các sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị có thể đặt mua CD từ bây giờ trên trang nhà sptnhomeshopping.com hoặc gọi 888-500-2018 hoặc gửi chi phiếu về địa chỉ PO Box 127 Garden Grove CA 92842. Giá CD chỉ có $10 và $5 tiền cước phí. Kính thưa quý khán giả, 30 tháng 4 năm 2021 đánh dấu 46 năm xa xứ. Để tưởng niệm 46 năm tị nạn cộng sản của hàng triệu người dân Việt Nam, đài truyền hình SBTN sẽ có các chương trình như sau. 40 năm nhìn lại, phát vào thứ Hai, giờ phát 6:30 sáng, 11:30 trưa, 4:30 chiều và 8:00 tối, bắt đầu từ thứ Hai ngày 5 tháng 4 năm 2021. Tị nạn Việt Nam phát vào thứ Bảy, giờ phát là 9:00 sáng, 3:00 chiều và 9:30 tối, bắt đầu từ ngày thứ Bảy, ngày 10 tháng 4 năm 2021. Phim Vượt Sóng phát vào ngày thứ Sáu, 30 tháng 4 năm 2021, lúc 8:30 tối và phát lại vào thứ Bảy, ngày 1 tháng 5 năm 2021, lúc 1:30 chiều. Tất cả sẽ phát theo giờ California. Mở đầu phần tin tức về Việt Nam chiều nay có tin tức cho hay, trước những thách thức về khí hậu, nông dân trồng lúa Việt Nam chuyển sang nuôi tôm. Phần tin chi tiết mời quý vị theo dõi với Diệu Quyên như sau. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, bà Tạ Thị Thanh Thủy làm việc chăm chỉ trên mảnh đất nằm giữa sông Mekong và Biển Đông. Vùng đất đã được nhiều người biết đến như là vựa lúa của Việt Nam để trồng loại cây được đánh giá cao này. Nhưng bà Thủy cùng với nhiều người hàng xóm của bà hoàn thành việc chuyển đổi sản xuất sang tôm. Một sự chuyển đổi khó có thể xảy ra trước đây, được thúc đẩy bởi ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu. Khi nước biển dâng cao làm tăng đáng kể độ mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì xu hướng nuôi tôm trong các ao được kỳ vọng sẽ thúc đẩy ngành hải sản của Việt Nam. Nhà cầm quyền Cộng sản đặt mục tiêu đầy tham vọng là tăng gấp đôi lượng xuất cảng tôm từ mức hiện tại lên 10 tỷ Mỹ Kim vào năm 2025 và nông dân vùng đồng bằng hưởng được nhiều quyền lợi khác, bao gồm một số khoản vay ưu đãi. Tình trạng gia tăng nước biển ở khu vực đồng bằng trở nên trầm trọng hơn do việc xây dựng một số đập thủy điện ở thượng nguồn đã khiến cho lưu lượng nước ngọt suy giảm hơn nữa. Ông Dương Minh Hoàng, nguyên là giám đốc trung tâm khuyến nông của tỉnh cho biết, ít nhất 1/3 diện tích trồng lúa dọc theo bờ biển dài 72 km của tỉnh Sóc Trăng bị nhiễm mặn trong vài năm qua. Việt Nam là quốc gia xuất cảng gạo lớn thứ ba trên thế giới, nhưng doanh thu từ việc xuất cảng tôm vượt qua thu nhập từ gạo kể từ năm 2013 và vẫn đang tăng nhanh. Nguồn tin tiếp theo cho hay, 1.343 người Trung Cộng nhập cảnh vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2021. Theo báo Vietnamnet ngày 5 tháng 5 năm 2021 loan tin, ông Tô Ân Sô, chánh văn phòng Bộ Công an Cộng sản cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2021, công an của 39 tỉnh trên 63 tỉnh thành đã phát hiện ra 199 vụ với 1.343 người Trung Cộng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hiện tại, Công an Cộng sản đã khởi tố 49 vụ với 141 đối tượng, trong đó có nhiều người Việt tiếp tay cho người Trung Cộng nhập cảnh trái phép. Để giải quyết tình trạng trên, vào ngày 4 tháng 5, Bộ trưởng Cộng sản Tô Lâm đã ra lệnh cả nước phải tổng rà soát kiểm tra để phát hiện người ngoại quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Theo ông Sô, nếu những người nhập cảnh trái phép không bị nhiễm dịch thì nhà cầm quyền sẽ đưa trở lại nơi xuất phát. Còn những người kinh doanh lưu trú, nếu vi phạm sẽ bị rút giấy phép kinh doanh, xử phạt hành chính hoặc xử phạt hình sự. Ông Sô cho biết hiện tại đã có 150.000 người nhập cảnh vào Việt Nam, bao gồm các chuyên gia, người ngoại quốc và những người Việt Nam trở về nước. Tin sau đây cho hay về việc xét nghiệm gia cầm ở các khu chợ tươi sống là vô cùng quan trọng trong việc kiềm chế dịch cúm gia cầm. Mô hình chợ tươi sống mới ở Việt Nam xác định rằng cách tốt nhất để ngăn chặn sự lây truyền của cúm gia cầm H7N9 tại các chợ tươi sống là cấm ở lại qua đêm và bố trí các thiết bị xét nghiệm xắt tay. Nghiên cứu được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ và FEDER, tức là Region Occitan Researcher A Society, phát hiện ra rằng hai biện pháp chính có thể hạn chế sự lây truyền của bệnh cúm gia cầm tại các chợ tươi sống. Bố trí một thiết bị chuẩn đoán xắt tay để xét nghiệm virus độc lực thấp
và lấy mẫu bất kỳ con vật nào ở chợ qua đêm. Theo những nghiên cứu, thì việc phát hiện nhanh chóng virus mới xuất hiện này là rất quan trọng khi mà xét đến sự bùng phát mạnh mẽ của các đợt H7N9 ở Trung Cộng trong giai đoạn từ năm 2013 tới năm 2017. Các nhà nghiên cứu cho biết bằng cách cải thiện các phương pháp giám sát và xét nghiệm truyền thống tại các chợ gia cầm sống, nguy cơ lây nhiễm virus cúm gia cầm sang người cũng có thể sẽ được giảm thiểu theo như cách hiệu quả và kịp thời hơn. Họ cũng lưu ý rằng sự ra đời của thiết bị PCR cầm tay để xét nghiệm động vật tại một khu vực chợ tươi sống ở Giếng Vuông, Việt Nam cho phép phát hiện virus trong vòng bây giờ sau khi lấy mẫu là so với kết quả sau 72 tiếng đồng hồ nếu như được thực hiện trong phòng thí nghiệm. Thông tin tiếp theo cho hay thêm một người bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống chế độ. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục sử dụng cáo buộc ngụy tạo, tuyên truyền chống nhà nước để đàn áp giới bất đồng chính kiến. Và nạn nhân lần này là ông Nguyễn Bảo Tiên, một người vận chuyển sách của nhà xuất bản Tự Do. Truyền thông nhà nước Cộng sản đưa tin Công an Cộng sản tỉnh Phú Yên đã công bố lệnh bắt giữ ông Tiên ngày 5 tháng 5 và khám nhà ông, thu giữ hàng chục ấn phẩm của nhà xuất bản Tự Do không thuộc sự quản trị của nhà nước Cộng sản. Dẫn nguồn tin từ Công an, báo chí nhà nước viết rằng trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2019, ông Tiên có nhận 68 bưu phẩm, có những cuốn sách bị mang nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, kích động chống nhà nước Cộng sản Việt Nam. Ông được cho là đã chuyển 24 bưu phẩm cho người khác và số còn lại Công an thu giữ trong lúc khám nhà. Nhà xuất bản Tự Do ra đời vào ngày 14 tháng 2 năm 2019, chuyên in ấn và phát hành những sách mà Cộng sản Việt Nam cáo buộc mang nội dung chống đối. Vào tháng 6 năm ngoái, nhà xuất bản Tự Do được Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế IPA trao giải thưởng Prix Fortes vì sự cống hiến và lòng can đảm mẫu mực, một trong những tác giả có sách do nhà xuất bản Tự Do in và phát hành đến người đọc là nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, người hiện đang bị giam giữ với cáo buộc tuyên truyền chống chế độ theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự. Cũng trong năm 2019, Công an Cộng sản Việt Nam câu lưu và tra tấn nhiều người cộng tác với nhà xuất bản Tự Do. Tuy nhiên, ông Tiên là người đầu tiên bị khởi tố vì vận chuyển sách. Quay sang một bản tin khác từ nước Úc cho hay tin thanh niên nhục mạ cờ vàng đã bị nhà trường đuổi học. Liên quan tới vụ du học sinh Dương Đức Thịnh và nhóm bạn nhục mạ cờ vàng tại tiểu bang New South Wales, Úc Châu ngày 5 tháng 5 năm 2021, Facebook Tuấn Lê thông báo Thịnh đã bị trường trung học Marrickville đuổi học. Như vậy, nếu như muốn tiếp tục ở lại xứ tư bản Úc Châu thì Thịnh phải tìm đường khác và tìm ngôi trường khác để nhập học và xin visa. Phía cảnh sát tại Marrickville cũng đã xử phạt Thịnh 300 Mỹ Kim Úc, 300 đô la Úc với tội danh là hủy hoại tài sản cộng đồng. Theo Tuấn Lê thì nếu như bị khởi tố thì Thịnh có thể phải đối mặt với 2 năm tù giam với tội danh hủy hoại tài sản cộng đồng và có thể nhận thêm 10 năm tù với tội danh đe dọa và phỉ báng. Trong một diễn biến khác, trước sự vào cuộc nhanh chóng và quyết liệt của cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales cùng với cảnh sát tại Marrickville, thì lực lượng tay sai an ninh mạng và dư luận viên của nhà cầm quyền Cộng sản đã im lặng, không còn lên tiếng mạ lị, hung hãn, đe dọa một cách vô văn hóa như vẫn thường làm. Còn phía gia đình của Thịnh thì trước sự tức giận của dư luận hải ngoại và quốc nội, các trang Facebook đã được cho là của người thân Thịnh đã khóa hết các thông tin từng chia sẻ trước đó và im lặng không dám lên tiếng trước hành động láo xược, vô văn hóa của con trai mình. Trên trang Facebook của cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales thông báo họ đã nhận được thư ủng hộ của nhiều tổ chức, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ như Hội đồng Đại biểu Người Việt Quốc gia Toàn cầu, Hậu duệ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại tại Hoa Kỳ, Cộng đồng Người Việt Quốc gia Georgia, Hội đồng Quản trị Học khu Trung học Eastside. Trong tác phẩm Things We Lost the Water, một gia đình Việt Nam tìm cách thích ứng với cuộc sống ở New Orleans, tác giả Eric Nguyễn cho biết đã từ lâu ông muốn viết một cuốn sách về những người tị nạn Cộng sản Việt Nam giống như cha mẹ ông, những người đến Hoa Kỳ trong và sau chiến tranh Việt Nam. Nhưng phải khi đến ông đến thăm New Orleans vào năm 2012 để tìm hiểu về cộng đồng người Việt của thành phố, ông mới có cảm hứng để bắt đầu viết. Gần một thập niên sau, cuốn sách đầu tay của ông Eric Nguyễn, Things We Lost the Water, được Penguin Random House xuất bản trên toàn thế giới. Quyển sách này kể về cuộc sống của một gia đình hư cấu người Việt Nam trốn thoát đến New Orleans bằng thuyền vào năm 1978 sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam. Vào thời điểm đó, người mẹ tên Hương
có một cậu con trai nhỏ và đang mang thai một đứa con khác. Người cha lẽ ra sẽ đi cùng họ, nhưng cuối cùng lại ở lại vào phút cuối. Cao điểm của những kinh nghiệm của cha mẹ ông Eric Nguyễn khi di dân vào Hoa Kỳ, trải nghiệm của cộng đồng người Việt ở New Orleans và kinh nghiệm của chính ông khi lớn lên như một người Mỹ gốc Việt là một câu chuyện hấp dẫn về bản sắc, gia đình, tình yêu và sự mất mát. Cuốn sách này luân phiên giữa góc nhìn của bà Hương, người con trai lớn, Tuấn và cậu con trai nhỏ Bình, người sau này được gọi là Ben. Mặc dù tất cả họ đều có trải nghiệm chung, nhưng trải nghiệm của họ khi sống ở New Orleans đều khác biệt đáng kể. Kết quả là một mạng lưới động lực gia đình phức tạp khi họ không chỉ gặp khó khăn với việc hiểu rõ căn cước tính và bản sắc riêng của họ ở một quốc gia mới mà còn hiểu rõ nhau. Và đến đây chúng tôi sẽ được tạm ngưng phần tin tức trong giây lát. Khi trở lại sẽ gửi đến quý vị một số câu phóng sự. Mời quý vị nghe đón xem. Trên đời.